Đây là một sự kết hợp giữa một lọ thủy tinh và một cái hộp nhựa. Đây là cái bình nước suối thôi. Vậy đầu tiên là mình sẽ cắt nó ra như thế này. Và mình sẽ dùng cái que, mình gắn nó theo kiểu là hình một ngôi nhà đó. Tại vì mình sẽ làm giống như kiểu là một cái hộp bút, mà phía trước là có một cái khung hình. Đó, cái khung hình là mình sẽ làm ngôi nhà. Còn cái bình thủy tinh này á, thì mình sẽ làm một ngôi nhà bằng gỗ. Tuy nhiên thì lúc mà mình làm ngôi nhà bằng gỗ xong đó, thì mình thấy nó quá là đơn điệu, nên là mình quyết định mình sẽ tô màu. Ở đây là mình sẽ trang trí dây thừng quấn lên đây ha. Đây là mình gắn thêm cửa sổ và mọi thứ đây này. Rồi bắt đầu mình sẽ tô màu. Mình cũng không có định là tô màu cái khung hình này, nhưng mà sau khi tô ngôi nhà này xong mà không có tô cái khung hình ấy, thì nhìn nó cũng không có được đẹp. Thế nên là mình quyết định mình tô hết luôn. Sau khi tô xong thì nhìn nó hơi màu mè hóa la hẹ một chút, nhưng mà thôi không sao. Bây giờ mình sẽ làm cái đế nó như thế này. Thì cái đế mình cũng sẽ tô màu xanh luôn, để giống như một thảm cỏ đó. Mình sẽ vẽ thêm chi tiết ở đây cho nó giống cái cửa nữa, rồi gắn hai cái chi tiết này lên trên đây. Còn riêng ở cái phần phía trên này thì mình sẽ gắn cây cỏ giống như tiểu cảnh á. Còn đây là lý do vì sao mình làm hũ thủy tinh hình ngôi nhà, là bởi vì mình có thể tháo nắp mở nắp ra, mình có thể bỏ tiền vào đây được mà không ai biết. Và mình cũng có thể bỏ những cái đồ quan trọng của mình trong này cũng được.